Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Tý năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, dù là năm tuổi nhưng vận trình của con giáp này khá tốt. Sự nghiệp tăng tiến, tài lộc cũng không tồi, duy có tình duyên và sức khỏe là không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Để nghênh đón Thái Tuế năm 2020 Canh Tý, Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận phần quà này. Đầu tiên, hãy cùng Phong Thủy May Mắn luận giải về tổng quan tử vi tuổi Tý năm 2020. Năm 2020 này, người tuổi Tý phạm Thái Tuế, trong năm Thái Tuế đương đầu không họa này, ắt có họa khác. Con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Để hóa giải Thái Tuế, từ xưa tới nay, ông cha ta vẫn sử dụng một thẻ kim bài Thái Tuế Phù luôn mang theo bên mình. Anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận kim bài Thái Tuế nhé! Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và Thái Tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, nhiều mong muốn, hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái Tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực và tăm tối, thể hiện qua việc những chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm, dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không thể kiểm soát được bản thân mình thì có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm Thái Tuế luôn là điềm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, nên hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan tới nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà Thái Tuế gây ra. Thái Tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau, còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý, con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, Thái Tuế phát tiết. Những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim và mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Mệnh thủy quá vượng nên Phong Thủy May Mắn xin nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả. Cũng cần phải lưu tâm cả những nơi là hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Phải ghi nhớ, hãy luôn mang bên mình bát bảo tâm kinh để được bình an và may mắn quanh năm. Tử vi sự nghiệp tuổi Tý năm 2020. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Tý năm 2020, con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh, Tỷ thủy tọa Thái Tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Canh Tý, những chú chuột nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng xuất sắc vượt qua các kỳ thi, sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tý trong năm trực Thái Tuế là điều khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm Thái Tuế là sẽ gặp vận xui. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ kiên Tý Thủy của tuổi Tý nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình một công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình. Đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu mình đề ra thì cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình. Chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực.
tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên tỉnh táo. Để công việc gặp được suôn sẻ, ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Tử vi tài lộc tuổi Tý năm 2020. Xem tử vi tuổi Tý năm 2020 về phương diện tài lộc, con giáp này dễ nhận được sự giúp đỡ và nâng bước của trưởng bối, những khó khăn trở ngại, nhờ thế cũng dễ dàng vượt qua hơn. Bước khởi đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Tý. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước gây dựng nên đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp đó. Tuổi Tý cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm độ dày cho ví tiền của mình. Bản mệnh có năng lực thực sự, có bằng cấp rõ ràng cùng với tham vọng và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái tăng thêm cho mức đãi ngộ hay tăng lương, tăng thưởng. Ngoài ra, do thái tuế Tý Thủy quá vượng, khắc chế yếu tố hỏa trong ngũ hành mà hỏa vừa khéo lại vừa tài tinh của tuổi Tý, nên con giáp này cần phải lưu ý những điểm sau để tránh bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc. Đừng lúc nào cũng cho mình là đúng mà cần phải lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh. Chủ động là tốt nhưng đừng tự tung tự tác, làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. Những sai lầm có thể bắt nguồn từ sự lơ đãng coi thường, đặc biệt việc rượu chè nhậu nhẹt chẳng những hại cho sức khỏe mà trong năm 2020 này có thể khiến cho những chú chuột phải tốn một khoản lớn cho việc đền bù thiệt hại cũng như chăm sóc sức khỏe. Hạn chế đi đến những nơi tối tăm ám khí, ở đó sẽ xua hết cát khí khiến cho may mắn rời bỏ, bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến động không mong muốn trong tài chính. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp cũng thăng tiến. Tử vi tình cảm tuổi Tý năm 2020. Xét vận trình tình duyên năm 2020 của tuổi Tý, có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng, tuy nhiên do thái tuế Tý Thủy là cát tinh tỷ kiên của con giáp này, vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực thái tuế Thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm, chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình, thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì, chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Phong thủy may mắn khuyên bạn hãy thỉnh hồ lô hòa hợp để gắn kết vợ chồng. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái, ai cũng biết chim công là biểu tượng của sự sang trọng quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Với những người đã lập gia đình để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình.
Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Năm nay Thái Tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán rượu, quán bia. Trong năm bản mệnh tuổi Tý dễ vì thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương mình. Phong thủy may mắn khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia, nếu không vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Về tử vi sức khỏe tuổi Tý năm 2020, xem tử vi tuổi Tý năm Canh Tý 2020, con giáp này sức khỏe không được tốt lắm, sức mạnh của tiên kỷ khá lớn, có cát mà có cả hung. Nhìn từ góc độ phong thủy thì năm 2020 thủy vượng, hỏa và kim chịu áp thuế nên suy yếu, mà hỏa bị thủy khắc nên con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp cũng như bệnh về tim mạch. Tuổi Tý thường ngày nên năng tập luyện thể dục thể thao, đến những nơi có nhiều cây xanh để thư giãn cơ thể, thư thái tinh thần. Có thể học thêm cách hít thở để điều chỉnh nhịp thở có lợi cho sức khỏe. Tùy theo sức khỏe của mình, con giáp này có thể tham gia các hoạt động thể thao, về cơ bản sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt hơn, tránh xa tử sắc, hạn chế đến nơi tối tăm ẩm ướt cũng như những nơi nhiều tà khí, sẽ giúp những chú chuột tránh được những hậu quả tiềm ẩn cho sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Tý năm 2020 có kém, hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Tử vi tuổi Tý năm 2020 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi 2020 tuổi Mậu Tý, sinh năm 2008, tích lịch hỏa. Bước sang năm 2020, chuyện học hành của Mậu Tý sẽ không được thuận lợi như ý muốn, có khá nhiều biến động cả về chủ quan và khách quan. Áp lực học tập, điểm số khá lớn khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời gian này nhé. Phương pháp giáo dục của thầy cô và cha mẹ vô cùng quan trọng. Mậu Tý đang tuổi tâm sinh lý phát triển, có thể về những tác động nhỏ của người bên ngoài mà nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Nên học cách hiểu và thông cảm cho con, đặt mình vào vị trí của con để khích lệ, cổ vũ và động viên con nhìn theo hướng tích cực trong mọi vấn đề. Cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoại khóa, tập thể dục thể thao hay học thêm môn năng khiếu mà con có hứng thú để giảm bớt áp lực về chuyện học hành trên trường lớp. Những việc này chẳng những có thể giúp con thấy vui vẻ, yêu đời hơn mà giúp con dễ dàng tự cân bằng cuộc sống của mình, có thêm những hành trang mới để bước vào đời. Hoạt động thể dục thể thao vừa phải cũng giúp giấc ngủ được sâu hơn, thể chất và tinh thần đều được cải thiện, gián tiếp nâng cao thành tích học tập. Nếu cha mẹ không đủ quan tâm và thấu hiểu, chỉ thấy con học hành tiếp thu kém, thiếu tập trung mà vội vàng trách mắng, gia tăng áp lực, không chịu tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách xử lý kịp thời, thì chỉ khiến cho thành tích học tập ngày càng xuống dốc. Tử vi 2020 tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, giản hạ thủy. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Bính Tý, trong năm này, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, cần phải bình tĩnh và kiên cường để không gục ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Con giáp này tính tình phóng khoáng, thoáng tay trong chi tiêu, vì thế dễ vì thể hiện mà vướng họa phá tài, tiền bạc trong tay bay mất trong chớp mắt. Phong thủy may mắn xin nhắc nhở Bính Tý rằng hãy lên kế hoạch thu chi hàng ngày hợp lý hơn, đừng vì thứ phù phiếm mà tiêu tiền không kiểm soát. Nên học cách cân nhắc trước khi dùng tiền vào bất cứ chuyện gì, tránh để cảm xúc dẫn dắt lý trí mà ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Trong công việc, cần học cách nhẫn nhịn, khiêm nhường, khống chế cảm xúc thật tốt, làm việc gì cũng cần phải nhìn nhận theo hướng thực tế. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cần phải có kế hoạch rõ ràng và kiến thức phù hợp. Việc đầu tư mạo hiểm có thể mang lại lợi nhuận tốt nhưng có thể khiến bạn trắng tay bất cứ lúc nào.
Trong năm 2020 Bính Tý, hãy tập trung làm tốt công việc của mình, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và cũng đừng nghĩ rằng có thể dựa hết vào may mắn để làm giàu. Với những bạn còn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành thì chỉ cần biết lấy tĩnh làm động, lấy lùi làm tiến, không nên bốc đồng sốc nổi trong chốc lát để rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả. Trong xã hội ngày nay, bên cạnh năng lực thực sự thì bằng cấp cũng quan trọng không kém, đóng vai trò không nhỏ trong sự thành bại khi xin việc sau này. Khi học thì nên tập trung học tập, lấy được kiến thức và bằng cấp mới là việc quan trọng nhất, đừng vì những thú vui cá nhân mà để lỡ mất tiến độ. Tử vi 2020 tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Hải Trung Kim. Người tuổi Giáp Tý trong nửa đầu năm 2020 tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu, công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, dễ mất tiền bạc do đầu tư kinh doanh tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh thất thế, tinh thần xuống dốc, không đủ tự tin để đối mặt với những trở ngại phía trước nên sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại nối tiếp thất bại, khó có thể lật ngược thế cờ, lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên, cơ hội vẫn dành cho những bạn biết định hướng lại công việc của mình, lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới, nỗ lực không ngừng để giúp bạn giảm bớt khó khăn. Từ giữa năm trở đi, thứ tài khởi vượng, con giáp này có thể xem xét đến việc đầu tư cổ phiếu, chơi chứng khoán hay là kinh doanh. Nhưng phải nhớ, làm gì cũng phải lượng sức mình. Đừng ham quá mà kiễng chân, tự đẩy mình vào nguy cơ mất tiền hào của. Phong thủy may mắn cũng khuyên bạn đừng nên tùy tiện tin lời người khác, nhất là trong chuyện đầu tư. Sai một ly là đi luôn vài tỷ đó nhé. Chớ nghĩ rằng ai cũng tốt với mình, thấy lợi, ai chẳng ham. Sao có chuyện dễ dàng nhượng cho người khác được? Về chuyện tình cảm thì năm nay có điểm báo hỷ sự, mệnh chủ dễ gặp được người xứng đôi vừa lứa, bản thân bạn được không ít người bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, những người bạn đã quen biết lâu năm sẽ có phần đáng tin và dễ đi đến hạnh phúc hơn đó. Năm 2020 tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tang đố mộc. Người tuổi Nhâm Tý trong năm 2020 này vận trình thăng trầm bất định, cứ tưởng an lành thì lại gặp chuyện, cứ ngỡ hết đường lui thì lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này bị tiểu nhân không ngừng quấy nhiễu, cơ hội để tăng lương vốn đã không nhiều, nay còn ít ỏi hơn. Tuy nhiên về cơ bản thì thu nhập chính của con giáp này vẫn khá ổn định, không cần phải quá mức lo lắng. Thời gian rảnh rỗi nhiều, cũng không có nhiều việc bận rộn, bạn có thể dành thời gian đó để trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình hoặc tìm kiếm cơ hội làm việc có khả năng phát triển tốt hơn. Khi đã có năng lực vượt trội thì không có gì là không có đất dụng võ. Riêng người tuổi Nhâm Tý làm kinh doanh buôn bán cần phải chú ý nếu có ý định đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực mới nổi hay ngành nghề mình không quen thuộc thì nên hết sức cẩn trọng, chuẩn bị kế hoạch thực hiện kỹ càng, có phương án dự phòng cho những tình huống bất ngờ phát sinh. Đừng nóng vội, cũng chớ bốc đồng, hãy giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt. Có thể như thế thì mới vượt qua thử thách, tìm thấy thành công, thậm chí là nắm bắt được thời cơ phát tài trong chốc lát mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Tuy nhiên, dù tài lộc thu về ít hay nhiều thì bản mệnh cũng cần phải biết khiêm nhường, chớ nên tự cao tự đại hay nghĩ mình kiếm tiền quá dễ dàng mà vung tay quá chán. Trong năm, vận trình biến động khá lớn, không nên đầu tư lâu dài, nên thấy có lợi là nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Tử vi 2020 Canh Tý, sinh năm 1960, Bích Thượng Thổ. Tiến sang năm 2020, vận trình của Canh Tý khá bình ổn. Nếu bản mệnh còn đang công tác thì công việc khá nhàn hạ, mà thu nhập lại không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập ngoài luồng, cùng tiền thưởng nữa, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Tuy nhiên, con giáp này nên chú ý hơn để thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần thì sức khỏe cũng không bằng khi trai tráng, nên giảm bớt tần suất ăn nhậu tiếp khách, hạn chế rượu bia thuốc lá. Tuổi Canh Tý cũng đừng quá xa đà mê đắm chuyện nam nữ thường tình, nên dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo cho thư thái đầu óc hoặc tập luyện thể dục thể thao tăng cường sức khỏe. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm sẽ có cơ hội đầu tư khá tốt, có thể thu lời về tay. Nhưng tuổi Canh Tý chú ý,
càng thấy lợi càng cần phải cẩn trọng, đừng vội vàng tin lời người khác bởi đó có thể là lời gian dối lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng thì nên tham khảo ý kiến của gia đình và người thân, đừng lỗ mãng tự ý quyết định, đến lúc gặp chuyện thì chẳng thể trách ai. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh không mắc phải bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng khó tránh khỏi những chuyện tai họa bất ngờ gây chảy máu, bị thương. Con rắn này có thể tìm cách hóa giải bằng cách hiến máu, nhổ răng để giảm bớt tai ương. Tử vi năm 2020 tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948, tích lịch hỏa. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Tý, con giáp này bước vào tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy, đi qua gần hết cuộc đời, trong tay cũng có một số vốn nho nhỏ tích lũy để phòng khi đau yếu. Bản mệnh không phải lo cơm áo, gạo tiền, con cháu đầy nhà, nhưng do tuổi tác đã cao nên khó lòng tránh khỏi những vấn đề về sức khỏe, nhất là những bệnh về đường hô hấp hay bệnh gan thận. Người tuổi này cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, hễ thấy trong người mệt mỏi, đau, chóng mặt, hô hấp khó khăn thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám. Thời điểm đầu năm Canh Tý có nhiều chuyện rắc rối hay phiền tâm lo nghĩ, càng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh nên giữ cho mình tinh thần thoải mái, đừng suy nghĩ lung tung mà đã mệt lại càng thêm mệt. Nên dành thời gian rảnh rỗi để thăm hỏi, trò chuyện cùng đồng niên, cũng năng chia sẻ tâm sự suy nghĩ của mình với người thân. Đừng giữ chuyện buồn trong lòng mà tâm tình bí bách buồn rầu. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy sống vui vẻ, lạc quan, giữ tinh thần thoải mái. Nếu lỡ có mâu thuẫn xung đột với người nhà thì nên nghĩ thoáng ra, đừng cố chấp mà hãy bao dung tha thứ, giữ cho gia đình êm ấm. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Tý năm 2020, tử vi tháng 1 2020 âm lịch. Trong tháng đầu năm Canh Tý 2020, vận trình của người tuổi Tý không được lạc quan cho lắm, công việc khá khó khăn trở ngại, gặp nhiều chuyện không như ý. Con giáp này có thể bị lãnh đạo phê bình, khách hàng gây khó dễ, dù bỏ ra không ít công sức, vất vả chăm bề, nhưng cuối cùng lại chẳng được hưởng thành quả là bao. Có điều ông trời có mắt chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ, càng khi khó khăn trở ngại thì càng phải giữ cho mình tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết năng lực của mình, dùng sự lạc quan để đối mặt với mọi thách thức trong đời, rồi sẽ có được mục tiêu mình muốn. Về phương diện tình cảm thì tuổi Tý cũng chẳng được thuận tâm, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, thậm chí có thể lừa dối phản bội nhau. Sống cùng nhau mà bằng mặt chẳng bằng lòng, hạnh phúc chẳng thấy, chỉ là nỗi buồn. Bản mệnh hãy nhìn kỹ lại mối quan hệ của mình. Nếu còn tình cảm, còn có thể cứu vãn thì hãy tha thứ, bao dung cho nhau để giữ lấy hạnh phúc. Còn nếu tình cảm đã cạn thì nên học cách buông tay, đừng gò ép bản thân mà khiến mình càng lún sâu vào bi kịch. Tử vi tháng 2 2020 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch năm 2020, người tuổi Tý sẽ có những biến chuyển theo chiều hướng tích cực về phương diện tài lộc và sức khỏe. Dù là người đã kinh doanh làm ăn lâu năm hay người mới bước chân vào trường đời thì cũng sẽ được nguồn thu nhập vô cùng khá giả. Thu nhập chính gia tăng, thứ tài cũng khởi vượng, bản mệnh gặp may mắn nhiều về tiền bạc, khả năng trúng thưởng, trúng tiền rất lớn. Việc đầu tư kinh doanh sẽ có nhiều tiến triển tốt, bạn cũng có thể thử sức mình để khởi nghiệp trong một lĩnh vực nào đó. Có điều lịch vạn niên vẫn cho thấy bản mệnh đừng nên tham lam quá mức mà tự đẩy mình vào nguy hiểm. Thời thế có thể xoay chuyển, hãy lưu ý để có được những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Thời tiết ấm dần lên, sức khỏe của tuổi Tý cũng dần tốt hơn, có những dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vội thế mà đã chủ quan, hàng ngày vẫn cần phải dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Bước vào tháng 3 năm Canh Tý, người cầm tinh con chuột sẽ đón nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên của bạn khá lý tưởng, có được những điều mình mong muốn. Người độc thân sớm tìm thấy chân tình, người có đôi sẽ thấy tình yêu ngày càng thăng hoa rực rỡ. Người tuổi Tý nếu đã lớn tuổi mà còn độc thân thì khả năng tìm được mảnh ghép của đời mình là vô cùng lớn. Có điều bạn cần nhớ cơ hội không có nhiều. Nếu chính bản thân mình không chủ động nắm giữ thì hạnh phúc sẽ lại chạm phải vai và lướt qua. Đừng vì ngại ngùng hay tự ái mà để lỡ chuyện chung thân đại sự của mình. Tuy nhiên, đối lập với bức tranh tình cảm đầy màu sắc tươi sáng thì lại là sự ảm đạm trong công danh và tài lộc.
bản mệnh sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trắc trở trong tháng 3 này. Công việc không được như ý muốn, cứ ngỡ gần chạm tới thành công thì lại đủ chuyện bất ngờ phát sinh, thậm chí phát sinh với tần suất khá dày, khiến cho bản mệnh rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Bạn không xác định được vấn đề phát sinh là do đâu, đôi khi càng thêm tự trách mình vì đã chủ quan không kiểm soát được mọi tình huống hay có phương án dự trù phù hợp, tránh để khủng hoảng xảy ra. Trong trường hợp này, tuổi Tý cần phải tự điều chỉnh tâm lý cho mình. Hãy cho bản thân thời gian để cân bằng trước những biến cố, đừng ép mình phải trở nên quá hoàn hảo. Sai sót là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, hãy tìm cách để hạn chế nó. Sau đó, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt phần việc của mình. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Tử vi tuổi Tý tháng 4 âm lịch năm 2020 thể hiện sự tăng tiến trong vận trình của con giáp này. Tài lộc khá ổn định, không có nhiều biến động quá lớn so với tháng trước đó. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuy con giáp này đôi khi vẫn mắc phải sai sót, nhưng nhờ có sự hiện diện và giúp đỡ của quý nhân nên cấp trên vẫn ưu ái hơn, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có gì. Song điều bạn cần lưu ý là phải học cách nâng cao khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Trước những sự việc, sự cố bất ngờ phát sinh nên có phản xạ phù hợp, tránh mắc đi mắc lại cùng một lỗi. Đồng thời, trong tháng 4 âm lịch này, bản mệnh sẽ kiếm được một khoản khá lớn so với tháng trước đó. Đặc biệt, các bạn tuổi Tý làm kinh doanh nhỏ lẻ sẽ có nhiều cuộc mua bán khá lớn mà chẳng cần phải tìm kiếm xa xôi. Khách hàng tự tìm tới tận nơi. Hãy nhân cơ hội này để thu tài lộc về tay nhé! Tử vi tháng 5 2020 âm lịch. Tháng 5 này thì tử vi 2020 của tuổi Tý báo hiệu về sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp của con giáp này. Tổng thể vận trình trong tháng 5 âm lịch càng ngày càng xuống dốc. Có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như thế. xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Ai thấy người yêu mình sắp bị cướp đoạt cũng khó giữ được bình tĩnh. Nhưng nếu bạn vẫn còn yêu và muốn níu giữ hạnh phúc của mình, thì hãy cố gắng trấn tĩnh, tìm cách để thể hiện tình cảm của mình với người ấy, cố gắng nắm chặt trái tim đối phương. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những khủng hoảng trước mắt mà quên mất rằng mình còn một nửa để yêu thương. Đừng để cho kẻ thứ ba tìm thấy khoảng cách giữa hai người mà chen chân vào. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách, thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng ra từ trước. Hành động bốc đồng thiếu sự cẩn trọng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, không chỉ lợi ích cá nhân bạn bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào hiểm nghèo. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2020, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm. Sức khỏe của con giáp này cũng là một trong những vấn đề cần phải đặc biệt lưu tâm. Xét về công việc, khi hợp tác cùng khách hàng, đối tác trong quá trình trao đổi, đàm phán, con giáp này cần phải cố gắng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng nhất có thể. Hễ đối phương đặt ra tình huống gì cũng đều có cách giải quyết phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng phải tự nâng cao tinh thần cảnh giác, lưu tâm đến từng chi tiết, dù là nhỏ nhặt nhất, để tránh tình trạng bị lừa gạt, làm ăn gian dối, hạn chế những tổn thất quá lớn cho công ty. Còn về sức khỏe của tuổi Tý trong thời gian này chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự biến động của thời tiết. Trời nắng nóng gay gắt, không nên phơi nắng ra ngoài trời quá lâu, nhẹ thì chỉ bị cháy nắng, nặng có thể say nắng gây nguy hại đến sức khỏe. Đặc biệt, con giáp này nếu có làn da mẫn cảm thì có thể vì thế mà sưng tấy, lột da, da ửng đỏ vì cháy nắng quá lâu. Dù nóng nực nhưng cũng chớ nên ngồi quá gần quạt hay điều hòa mà bị trúng gió, cảm mạo. Tử vi tháng 7 2020 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch tháng cô hồn năm 2020, tài vận, sự nghiệp của tuổi Tý chẳng những không gặp phải điều gì xui xẻo mà ngược lại còn may mắn hơn nữa. Những tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc.
Riêng về tài vận, tuy phát triển không quá nhiều nhưng chắc chắn đủ để bạn chi tiêu rủng rỉnh. Ngoài thu nhập ổn định từ công việc chính thì bản mệnh còn có thêm nguồn thu ngoài luôn nữa. Đặc biệt, nếu con giáp này khôn khéo lựa chọn thời cơ để đầu tư thì cũng sẽ có được mức lợi nhuận khổng lồ. Tháng 7 năm 2020 cũng là lúc mà cơ hội để học tập, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm của bạn có nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, bạn có cơ hội được phân công đi công tác ở tỉnh khác hay đi nước ngoài học tập thêm về lĩnh vực quản lý. Đây là cơ hội khá lớn, không phải ai cũng có được. Bạn hãy nắm bắt lấy thời cơ trời cho này, cố gắng dành thời gian để nạp điện cho mình, giữ tinh thần hăng hái, tiếp nhận kiến thức, kinh nghiệm, cũng cần phải mở lòng mình, năng nói chuyện, tiếp xúc với mọi người. Tài vận cực kỳ lý tưởng trong tháng 7 âm này, tuổi Tý ngoài thu nhập từ công việc chính khá ổn định thì có thể sẽ có nguồn thu khá dồi dào từ lợi nhuận của các dự án đầu tư đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Tử vi tháng 8 2020 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tháng của lễ hội trung thu và vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng có nhiều biến động thăng trầm như màn múa lân vậy. Ngược lại, sự nghiệp của con giáp này lại rơi vào tình trạng trì trệ, không có sự tăng tiến nào cả. Về phương diện tình cảm thì bản mệnh cần phải cố gắng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Nếu yêu thực lòng thì hãy cùng dùng hành động và cả lời nói nữa để thể hiện sự chân thành của bản thân mình. Không cần phải thể hiện mọi lúc mọi nơi tính toán nọ kia cho mệt mỏi, mà hãy làm điều tim mình mách bảo. Bởi lẽ tình yêu xây dựng trên nền tảng lợi ích, chứ không phải là tình cảm thuần túy thì khó lòng đi được bền vững lâu dài. Người ấy có thể đôi khi sẽ cảm thấy mơ hồ về chuyện tình cảm của hai người, có khi lạnh nhạt xa cách, có khi lại trao cho bạn tia hy vọng về hạnh phúc không còn xa nữa. Đừng đứng yên một chỗ chờ đợi nữa mà hãy chủ động tiến lên để khẳng định chủ quyền. Trong công việc, bạn đang không mấy tập trung làm việc. Chính vì thế mà dễ mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến uy tín cá nhân, có thể phải dùng tiền bạc bồi thường. Bạn cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình khi làm việc. Hãy gạt hết chuyện tình cảm sang một bên, đừng để mình bị tác động, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp trưởng thành, vừa tránh được sự phê bình, trách phạt của cấp trên. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Tý, tài vận của con giáp này bị vận trình sức khỏe làm ảnh hưởng. Sức khỏe càng yếu thì tài vận sẽ càng sa sút. Con giáp này rất dễ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn, có thể bị vật sắc nhọn đâm vào, ảnh hưởng đến cả xương tủy. Quá trình điều trị tiêu tốn không ít tiền của, thuốc thang cũng đắt đỏ không kém. Nếu muốn giảm bớt những tai họa này, bạn cần phải lưu ý khi sử dụng những vật dụng mang tính sát thương như dao kéo. Khi đi lại ngoài đường nên chú ý giữ khoảng cách an toàn cho mình. Sức khỏe không được tốt nên hạn chế dùng đồ lạnh hay dầu mỡ, cay nóng, không tốt cho dạ dày, cũng không tốt cho tổng thể sức khỏe. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tý tháng 10 âm lịch, sự nghiệp không có điểm báo khá lên, vận trình vẫn dậm chân tại chỗ, riêng vận trình tình cảm thì có những bước tiến đáng kể. Xét về phương diện công danh sự nghiệp thì bản mệnh đang gặp phải khủng hoảng trong các mối quan hệ xã giao. Bạn dễ nảy sinh tranh chấp hay hiểu lầm khá thường xuyên với đồng nghiệp, khiến cho việc hợp tác cùng làm việc kém hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ của công việc. Quan hệ với cấp trên của tuổi Tý thì cũng có thể bị xấu đi nhanh chóng vì bị tiểu nhân ganh ghét buông lời xúc xiểm, mà có thể tiểu nhân chính là đồng nghiệp đang mâu thuẫn với bản mệnh. Nếu gặp phải tình huống này, bản mệnh nên gắng nói ít làm nhiều, dùng hành động để chứng minh năng lực, dùng thành tích để chứng minh mình có thể thành công. Tình cảm giữa con nắp này và người ấy có những dấu hiệu tăng nhiệt, tình cảm thăng hoa. Nếu muốn giữ trái tim người mình yêu thì cần phải bỏ thêm tâm tư và thời gian để ở bên tâm sự, chia sẻ cùng người ấy những vui buồn trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, đường tài lộc hay công danh của con giáp này đều khá tốt, tuy nhiên tuổi Tý lại cần phải lưu ý về vấn đề sức khỏe. Công việc trong quãng thời gian này không quá vất vả, song bản mệnh nên lưu ý để nắm bắt cơ hội hiếm có mà thể hiện tài năng của mình. Với những thành quả thực tế có được, chắc chắn cấp trên sẽ hài lòng, tạo điều kiện cho bạn được tăng lương, tăng chức. Đương nhiên, việc thể hiện năng lực xuất chúng là điều đáng mừng, song tuổi Tý cũng cần phải học cách khiêm nhường, sống đừng khoe mẽ quá. Cây càng cao thì gió lại càng lớn, lùi một bước
Lùi một bước là tiến ba bước, đừng tự cao tự đại mà khiến cho đồng nghiệp sinh lòng ganh tức, bày mưu tính kế hãm hại. Sức khỏe của những chú chuột trong tháng gần cuối năm không được lý tưởng cho lắm. Bạn có thể bị cảm lạnh hay mắc bệnh về đường hô hấp, nên chú ý giữ ấm cho cơ thể thường xuyên, đừng vì cái đẹp mà ăn mặc phong phanh giữa trời giá rét. Tử vi tháng 12 2020 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng của tuổi Tý, trong tháng Giáp Tết này, vận trình tổng thể của tuổi Tý có khuynh hướng tăng chậm dù không vượt mức dự kiến, nhưng cũng là dấu chấm hết năm khá trọn vẹn. Về phương diện tình cảm, người tuổi này nếu còn đang trên đường tìm kiếm tình duyên đích thực thì cuối cùng cũng nhận được sự hồi đáp của đối phương. Tình yêu thăng hoa về chung một nhà, có thể ngay cuối tháng này sẽ có một đám cưới diễn ra. Trong công việc, bản mệnh không bị quấy nhiễu quá nhiều bởi tiểu nhân, lại được cấp trên ưu ái giúp đỡ nên có thể nói là như cá gặp nước. Thành tích trong tuần này không được tốt lắm, song tiền thưởng, tiền hoa hồng lại càng cao hơn gấp nhiều lần, có thể thoải mái mua sắm hết những thứ mình thích. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi việc khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải là không có. Duy có sức khỏe là kém nhất. Bản mệnh dễ đau yếu, bệnh tật. Để hạn chế bớt tà khí xấu ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy mang theo bên mình phù thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu tài lộc và mang lại sức khỏe, bình an. Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị chính đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình. Bản mệnh cần cẩn trọng nếu ra vào cửa, giường ngủ, bàn ghế, chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý. Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc là màu xám. Ngoài ra, từ đầu năm nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho họa huyết quang có thể xảy ra. Năm 2020 cũng là năm trực thái tuế của tuổi Tý, con giáp này phạm thái tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị chính đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường. Trong năm Cửu Tử nhập cung chính nam cũng là cung đào hoa, mệnh chủ nếu biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc. Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Tý thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi, phong thủy may mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Tý năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.